Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và hôm nay, người trực tiếp phỏng vấn với quý vị, tôi xin giới thiệu, đó là anh Nguyễn Tiến Vang. Dạ, đó là Tiến Vang đó. Và đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu, anh Vang đang giữ một chức vụ rất quan trọng của công ty, đó là trợ lý của trợ lý giám đốc. Và công việc được tuyển là trợ lý của trợ lý của trợ lý giám đốc. Và hôm nay chỉ có một câu hỏi duy nhất dành cho tất cả mọi người ở đây. Câu hỏi như sau: có một vị khách đến công ty làm việc, và trong lúc ra về, vị khách đó bỏ quên một phong bì tiền ở trên bàn. À, để quên một cọc tiền, một phong bì tiền dày cui ở trên bàn của trợ lý giám đốc. Vậy thì các cô trợ lý của trợ lý của trợ lý giám đốc sẽ phải làm gì? Xin mời ứng viên thứ nhất. Chào hai anh. Dạ, nếu như em được tuyển vô đây làm mà em phát hiện một cọc tiền dày cui trên bàn của trợ lý giám đốc, thì cái điều đương nhiên là em bỏ vô túi của em. Không phải em tham đâu nha. Để rồi em sẽ đi tìm cái người mà mất á, xong rồi em sẽ trả lại cái cọc tiền dày cui đó cho cái người bị mất. Cô được. Này suy nghĩ không quá nhất quán, lúc này lúc khác, quá tham lam không được. Vậy đó, anh nói vậy đó. Ủa, bộ bị đau họng hay sao không nói được mà múa không vậy? Kệ tôi. Về phong. Đúng rồi đó. Về nha. À, cho mời ứng viên thứ hai. Chào anh. Anh, em gửi cái tiền đó làm tiền tiêu riêng của anh được không? Cô này, cái mặt bị chia làm hai. Chứ sao? À, cô này hai mặt. Lúc thế này, lúc thế kia. Đặc biệt, một ngày nào đó, cô ta sẽ đối mặt, sau đó lật mặt, làm cho mình mất mặt, phải thúi mặt, và rồi bị thúi mặt. Mời cô về. Không được hả anh? Mời cô về. Chị phỏng vấn mà giang hồ dữ vậy. Phải xin mời ứng viên thứ ba. Ủa sao nữa vậy? À, không được. Cô ấy không chấp nhận. Cô ấy quá đau lòng. Và cô ấy muốn hả? Số hàng. Cái gì vậy? Số hàng gì mà số hàng? Tôi muốn vô đây coi như là bộc lộ cái khả năng của tôi một lần nữa. À, xin mời. Rồi đó. Em được nhận rồi hả? Ừ. Ủa, mà sao không nghe nói câu gì mà sao biết là tôi được nhận? Anh ấy không nói được nhưng nghe được. Hay quá. Trời ơi, người có tài nè. Ừ. Không nói được mà nghe được, có nghĩa bị câm mà không bị điếc không? Đây, 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 đây,